Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay ban tổ chức chúng con rất là hoan hỷ, không chỉ có ca vãng sinh của bác Hà Bình Luận mà ban hộ niệm bác Chánh Minh Thái ở Long Khánh hộ niệm, mà ngày hôm nay chúng con còn nhận được tin vãng sinh của gia đình bác Nguyễn Văn Hải. Mong muốn có đọc lời tri ân để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm cũng như là các ban hộ niệm và toàn các chư vị đồng tu trên thế giới đã niệm Phật yểm trợ hộ niệm giúp đỡ cho bác Nguyễn Văn Hải đời này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Con xin nhờ ban tổ chức chuyển tới hình ảnh của gia đình camera bác Nguyễn Văn Hải, xin được có lời tri ân ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa mở mic. Dạ A Di Đà Phật. Dạ thầy có nghe con nói không ạ? À? Dạ nghe, ai nói đó sao mà cái ngủ mà hai chưa mở mấy mà. Diệu An nói mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay chúng con rất là hoan hỷ nhận được thêm một thông tin vãng sinh nữa của gia đình bác Nguyễn Văn Hải. Mong muốn có đọc lời tri ân cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm cũng như là ban hộ niệm và tất cả các chư vị liên hữu đồng tu cùng niệm Phật yểm trợ cho hương linh bác Nguyễn Văn Hải vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Và đây là hình ảnh camera của gia đình, xin gia đình đọc lời tri ân. Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa mở mic. Là mời gia đình mở mic lên cho. Ok ạ. A Di Đà Phật ạ. À được rồi, được rồi, mời bác đọc đi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con kính chào chư tôn đức tăng ni. Chúng con xin kính chào thầy Diệu Âm. Bố chúng con là Nguyễn Văn Hải, 60 tuổi, do bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ không chữa được, bệnh viện trả về, gia đình chúng con buồn lắm. Bố chúng con là trụ cột trong gia đình, mọi việc lo toan đều là bố chúng con gánh vác. Nay bố chúng con bị bệnh ung thư, mẹ lại bị bệnh tim, gia đình con đã khổ, lại càng khổ thêm. May sau có người mách bảo bố gặp được đạo tràng Nam Phượng để hộ niệm hướng dẫn cho bố chúng con đường niệm Phật A Di Đà, cầu nguyện về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cả gia đình nhà con cùng nghe lời đạo tràng Nam Phượng giúp đỡ hộ niệm cho bố. Bố chúng con hiền lắm, đạo tràng hướng dẫn sao bố chúng con làm vậy. Bố tha thiết nguyện niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bố chúng con mong Đức Phật A Di Đà đón bố chúng con về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Những lúc đau, chúng con cho bố thuốc giảm đau, bố bảo không uống, uống sẽ buồn ngủ, không niệm được Phật. Bố chúng con vững vàng rất tin tưởng, được 25 ngày thì bố chúng con chút hơi thở cuối cùng. Bố chúng con ra đi rất nhẹ nhàng, chúng con ngồi cạnh mà không thấy bố đau đớn gì. Bố niệm Phật đến hơi thở cuối cùng, ra đi trong tiếng niệm Phật của đạo tràng. Sau 12 giờ đồng hồ, bố chúng con đã để lại thoại tướng tất cả tươi mì, da rẻ tươi hồng, chân tay mềm mại, miệng mỉm cười, môi đỏ son. Gia đình chúng con để bao hôm sau mới đi chôn cất bố. Bố chúng con vẫn đẹp, lại càng đẹp hơn. Người bố vẫn khô ráo, bụng bố chúng con vẫn mềm, không chảy nước, không có mùi hôi. Mẹ chúng con, anh em họ hàng cũng vui mừng lắm. Mẹ con bị bệnh tim mà lại thấy khỏe ra, không thấy mệt mỏi. Hôm nay là ngày tuần thất đầu tiên của bố chúng con và cũng là ngày thứ tư có đường Zoom giới thiệu thế giới hộ niệm. Con xin đại diện cho gia đình tỏ lòng thành kính cảm niệm tri ân chư tôn đức tăng ni, thầy Diệu Âm đã khai thị cho bố con cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác trên đường du đã niệm Phật hồi hướng cầu nguyện cho bố của chúng con, và nhất là đạo tràng đã hết lòng vì bố chúng con, ngày đêm không quản ngại hay khuyên nhau túc trực hộ niệm hướng dẫn cho bố chúng con, và chúng con không thể quên ơn. Muốn nói rằng với bố rằng, bố ơi, chúng con tin Phật lắm rồi, nhất định chúng con sẽ noi gương bố, chúng con sẽ học bố, chúng con sẽ niệm Phật và hộ niệm cho mẹ, để mẹ cũng có được phúc phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc như bố. Pháp hộ niệm thật phi diệu, pháp hộ niệm tuyệt vời quá. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật rất là tuyệt vời. Con xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Nhờ có Hương Linh bác Nguyễn Văn Hải và Hương Linh bác Hà Bình Luận trong ngày hôm nay thông báo với ban tổ chức mà chúng con biết được hàng ngày, hàng giờ trên khắp đất nước Việt Nam có những người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, làm niềm tin hơn nữa chúng con để đời này chúng con cũng quyết lòng niệm Phật hộ niệm cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, và mong rằng chúng con đời này cũng có cơ hội được vãng sinh và để lại thoại tướng bất khả tư nghì giống như bác Nguyễn Văn Hải. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin ban tổ chức